Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Xuôi, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Cơn địa chấn mới đã được hình thành có tên Hợp tác Nga-Trung, khi mối quan hệ với cường quốc số 1 thế giới rơi vào thế cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì Nga cũng không cần lo lắng vì đã có cường quốc số 2 thế giới ở bên. Đô la có thể là đồng tiền phổ biến tại các nước khác, chứ riêng ở Nga thì không có cửa so với nhân dân tệ. Nga và Trung Quốc đang phát triển hợp tác đến mức độ nào? Mỹ phản ứng trước điều này ra sao? Mời anh em xem video ngày hôm nay sẽ rõ. Trong thời gian vừa qua, nội tệ Trung Quốc đang dần thay thế đô la tại Nga, giúp doanh nghiệp hai nước hưởng lợi, đồng thời giúp Moscow giảm tác động từ lệnh trừng phạt. Doanh nhân Trung Quốc Wang Min rất vui khi Nga chấp nhận đồng nhân dân tệ. Công ty bán đèn LED của anh vì thế có thể định giá trong hợp đồng với khách hàng Nga bằng nhân dân tệ thay vì đô la hay euro. Họ cũng trả anh bằng nhân dân tệ. Đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, anh nói. Việc kinh doanh của Wang thay đổi hoàn toàn sau cuộc chiến tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Nguyên nhân là các ngân hàng và nhiều doanh nghiệp Nga bị chặn tiếp cận với hệ thống thanh toán bằng đô la và euro. Trước đây, quan hệ kinh doanh của Wang với Nga khá nhỏ, nhưng hiện tại anh đang chuẩn bị đầu tư vào nhà kho ở đây. Chúng tôi hy vọng thị trường Nga năm tới đóng góp 10-15% tổng doanh số, Wang nói. Hiện tại, công ty của anh thu về 20 triệu đô la mỗi năm, chủ yếu từ thị trường châu Phi và Nam Mỹ. Wang cũng đang tìm cách tận dụng quá trình nhân dân tệ hóa đang diễn ra rất nhanh trong kinh tế Nga năm nay. Các hãng xuất khẩu Trung Quốc giảm được rủi ro ngoại hối, còn người mua Nga thanh toán cũng tiện lợi hơn. Dù nhân dân tệ đã dần phổ biến trong kinh tế Nga vài năm gần đây, tốc độ này được đẩy nhanh chỉ trong 9 tháng qua, theo số liệu và khảo sát của Reuters. Việc Nga chuyển hướng tài chính sang phía đông có thể tăng thương mại xuyên biên giới, từ đó tạo ra đối trọng kinh tế với đồng đô la và hạn chế tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tổng giao dịch nhân dân tệ, ruble trên sàn Moscow đã lên trung bình gần 9 tỷ nhân dân tệ, 1,25 tỷ đô la mỗi ngày trong tháng trước. Trước đây, con số này hiếm khi vượt 1 tỷ với cả tuần. Đột nhiên, việc nắm giữ các tiền tệ truyền thống như đô la, euro hay bảng trở nên đắt đỏ và rủi ro. Andrei Akopian, giám đốc công ty đầu tư Caderus Capital cho biết, mọi người vì thế đổ xô dùng rúp và các tiền tệ khác như nhân dân tệ. Trong tháng 10, tổng khối lượng giao dịch nhân dân tệ rúp lên 185 tỷ nhân dân tệ, gấp hơn 80 lần hồi tháng 2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đóng góp của nhân dân tệ trên thị trường tiền tệ tăng từ gần 1% đầu năm lên 40-45% hiện tại, theo dữ liệu của sàn Moscow. Ngược lại, tỷ lệ giao dịch đô la, rúp giảm từ hơn 80% hồi tháng 1 xuống còn 40% tháng trước. Chen Muhui, người đứng đầu một tổ chức đại diện cho các nhà xuất khẩu nhỏ từ Phúc Kiến, Trung Quốc sang Nga cũng lạc quan về việc kinh doanh. Ông cho biết, ngày càng nhiều người mua Nga mở tài khoản bằng nhân dân tệ và giao dịch trực tiếp bằng tiền tệ Trung Quốc. Ông nói rằng đây là một lợi thế lớn. Xung đột Nga-Ukraine đã đem đến cơ hội cho các thương nhân Trung Quốc, Chen nói. Không chỉ các công ty Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp lớn tại Nga cũng gia nhập làn sóng này. Tính toán của Reuters cho thấy, 7 gã khổng lồ của Nga, gồm cả Rusan, Rosneft và Polyus, đã huy động tổng cộng 42 tỷ nhân dân tệ bằng trái phiếu trên thị trường Nga. Danh sách này có thể dài thêm khi đại gia ngân hàng Sberbank và hãng dầu Gazpromneft thông báo có thể vay nợ bằng đồng tiền này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã tìm cách độc lập khỏi đô la. Tuy nhiên, biến động chính trị năm nay đã đẩy nhanh quá trình này. Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhì thế giới, là cường quốc lớn nhất không tham gia trừng phạt Nga sau xung đột tại Ukraine. Quan hệ kinh tế hai nước trong năm nay cũng ngày càng khăng khít. Năm ngoái, nhân dân tệ đóng góp 19% các giao dịch thương mại của Nga với Trung Quốc. Tỷ lệ này của đô la là 49%. Andrei Melnikov, phó giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế tại Ngân hàng Trung ương Nga hồi tháng 9 cho biết, dù con số cho năm 2022 chưa được công bố, nhân dân tệ đang ngày càng phổ biến tại đây. Trong một hội thảo, Melnikov cho biết nhu cầu nhân dân tệ đang tăng mạnh do Nga bị giảm tiếp cận các phương pháp thanh toán truyền thống và bị đóng băng tài sản ở nước ngoài. Dù vậy, giới chức Nga cũng đang theo dõi sát các rủi ro tiềm tàng như sự mất cân bằng giữa việc số tài khoản thanh toán và tiền gửi bằng nhân dân tệ tăng, trong khi hoạt động cho vay bằng đồng tiền này chỉ mới phát triển. Elizaveta Danilova, giám đốc ổn định tài chính tại Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, họ chưa có kế hoạch hạn chế sử dụng nhân dân tệ
và có thể khuyến khích các ngân hàng nới lỏng các quy định với tiền tệ này, đồng thời thắt chặt với đô la và euro. Lượng nhân dân tệ chảy vào Nga đang khiến lãi suất tiền gửi bằng đồng tiền này ở Nga đi xuống. Lãi suất một năm chỉ dao động từ 0,01% đến 2,45%, còn thấp hơn mức 1,6% tại Trung Quốc. Anh có thể mở tài khoản nhân dân tệ tại hầu hết ngân hàng ở Nga. Lãi suất đang rất thấp vì nhà đầu tư dư thừa đồng tiền này, Akopian nói. Đó là lý do, ngay khi các sản phẩm bằng nhân dân tệ tràn vào thị trường, nó lập tức được ưa chuộng, nhu cầu hiện rất lớn. Ô tô, TV, smartphone Trung Quốc đang thay thế hàng nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc tại Nga sau làn sóng doanh nghiệp quốc tế rút khỏi Moscow. Thị trường Nga đang được định hình lại bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc các thương hiệu nước ngoài rút khỏi quốc gia này. Để giảm thiểu tác động lên nền kinh tế, Nga chuyển hướng thương mại sang các nước không tham gia lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh. Moscow cũng đang viết lại các quy định cho phép quỹ đầu tư quốc gia đổ vốn vào tiền tệ Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ do các lệnh trừng phạt khiến họ không thể mua euro và đô la. Ở đây, chỉ có ô tô Trung Quốc thôi, không có gì khác nữa đâu. Vladimir, một lãnh đạo ngành kim loại vừa mua chiếc SUV Tiggo của Cherry Automobile cho biết, dù vậy, chất lượng xe cũng tốt, danh mục sản phẩm cũng có nhiều lựa chọn. Cuộc chiến tại Ukraine đang đẩy Nga tiến gần hơn với châu Á. Quá trình trước đây lẽ ra mất nhiều năm thì đang diễn ra chỉ trong vài tháng. Các thay đổi đang được thực hiện xuyên suốt nền kinh tế, từ ngành ngân hàng đến năng lượng. Không chỉ về thương mại, hai bên đều nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng. Trung Quốc cũng khẳng định nhất quyết ủng hộ Nga. Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin để đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Nga vượt qua khó khăn. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 27 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho hay. Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng trao đổi về tình hình Ukraine và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Thông cáo cho biết nhưng không nêu chi tiết. Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga ở tất cả các cấp, ông Vương nói thêm. Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo, cho hay ông Lavrov đã chúc mừng ông Vương được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng cảm ơn phía Trung Quốc đã ủng hộ lập trường của Nga trong tìm giải pháp công bằng cho tình hình Ukraine. Có Trung Quốc ủng hộ, Nga không khác nào hổ mọc thêm cánh. Điều này tất nhiên nhân đôi sự khó chịu trong lòng Mỹ và không thể ngồi yên. Việc Trung Quốc cam kết ủng hộ Nga về vấn đề chủ quyền và an ninh đã khiến Mỹ cảnh báo Bắc Kinh có nguy cơ rơi vào mặt sai của lịch sử. Bộ Ngoại giao Mỹ khi thấy sự khăng khít của Liên minh Nga-Trung đã bày tỏ quan ngại về điều mà Washington xem là Trung Quốc đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine. Trung Quốc tuyên bố trung lập, nhưng hành vi của nước này rõ ràng cho thấy vẫn đang đầu tư vào những mối quan hệ gần gũi với Nga. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong thông cáo. Theo quan chức này, Washington đang theo dõi sát sao hoạt động của Bắc Kinh. Thế nhưng, dường như bỏ ngoài tai toàn bộ lời Mỹ nói, mới đây nhất, khi châu Âu đang lao đao giữa khủng hoảng năng lượng, thì ngày 29 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp đến Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga-Trung lần thứ tư. Mặc dù tình hình quốc tế phức tạp, mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phát triển, ngành năng lượng vẫn là một trong những lĩnh vực chủ chốt và phát triển nhanh nhất của sự hợp tác kinh tế của chúng ta, Tổng thống Putin cho biết. Nhà lãnh đạo cho rằng hai nước gần đây thành công trong việc đảm bảo mối quan hệ song phương cấp cao trong các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, than đá và năng lượng, đồng thời làm việc nhất quán nhằm thi hành các dự án quy mô lớn chung trong các nhà máy điện hạt nhân và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc. Theo ông Xi Jin, trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, lượng dầu mỏ Nga cung cấp cho Trung Quốc đạt 72 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ thấp hơn đôi chút so với Ả Rập Xê Út, 73,8 triệu tấn. Dù Mỹ nói ngả nói nghiêng, lòng Nga-Trung vẫn vững như kiềng ba chân. Vừa hợp tác thương mại, hợp tác năng lượng, rồi còn cả hợp tác về quốc phòng an ninh đã cho thấy Trung Quốc hoàn toàn về phe Nga trong trận chiến này. Mỹ và châu Âu chắc chắn rất cay vì một mình Nga đã khó đối phó, có thêm Trung Quốc thì gian nan tăng thêm muôn phần, cơ hội giành phần thắng ngày một giảm, không phanh. Cơn địa chấn mang tên Nga-Trung chắc chắn sẽ khiến phương Tây toát mồ hôi hột giữa trời đông giá lạnh. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.